Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đừng để xảy ra kết cục phản chuyên truyền không đáng có. Lời góp ý của công dân Nguyễn Trọng Nghĩa. Hiện tại, nhiều bằng chứng cho thấy ông Thước đang tuyên truyền xuyên tạc lịch sử và vinh danh lính Việt Nam Cộng Hòa có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm. Ngoài ra thì ông này còn đề nghị đưa nội dung vinh danh lính Việt Nam Cộng Hòa vào sách giáo khoa để thế hệ trẻ biết về tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của lính Việt Nam Cộng Hòa. Đề nghị này được ông nêu rất rõ và cụ thể trên báo Giáo Dục và Thanh Niên. Còn trên báo Dân Chí thì ông Thước đã kêu gọi đừng hiểu lầm về lính Việt Nam Cộng Hòa, cho rằng lính Việt Nam Cộng Hòa cũng có tinh thần yêu nước như người Cộng sản. Theo tôi thì cần xem xét lại việc ca ngợi ông này vì biểu hiện phản động của ông ta khá rõ khi tiếp xúc với lãnh đạo đảng và nhà nước thì ca ngợi đảng và cách mạng, nhưng khi trả lời phỏng vấn trên các tờ báo khác nhau thì lại có quan điểm ca ngợi Việt Nam Cộng Hòa và rửa mặt cho Mỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Ông Thước đã gọi Mỹ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, trong khi chúng ta gọi Mỹ là quân xâm lược và Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ. Trên báo Dân Chí, Giáo Dục, Thanh Niên thì ông này đã đánh đồng xương máu của đồng bào chiến sĩ ta hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm Pháp và Mỹ với lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa. Có băng ghi âm của báo Dân Chí đăng trên website của báo vẫn đang tồn tại. Điều đáng nói là khi cộng đồng mạng xã hội phát hiện phát ngôn phản cách mạng của ông thì ông và nhà báo của báo Quân đội Nhân dân Đại tá Nguyễn Văn Minh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook của ông Minh thực hiện video clip chối rằng ông không sử dụng Facebook và không có những phát ngôn đó, và cho rằng các tờ báo đã nhét chữ vào miệng ông, đồng thời đã chửi những người phản bác quan điểm sai trái của ông là phản động, là bố láo. Hiện tại, cộng đồng mạng xã hội đang phản đối và phê phán rất gay gắt sự xuất hiện của ông Thước trong clip kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa rồi và dịp cúng giỗ Đại tướng trước đây. Trong các câu chuyện được ông Thước chia sẻ lên mạng xã hội Facebook thì có chuyện ông Thước đã cậy nhờ tổ chức làm áp lực lên gia đình đại tướng phải chấp nhận mâm xôi gà của ông ta cúng đại tướng, dù gia đình đại tướng đã từ chối vì gia đình và đại tướng nhiều năm nay không lễ bái đồ mặn. Cách viết của ông Thước trên Facebook là bằng mọi cách phải thực hiện theo ý của ông ấy. Cách thể hiện này đang bị phê phán là không xem gia đình đại tướng ra gì, mà ông muốn làm gì thì làm theo ý của mình. Một phê phán khác có liên quan đến tấm ảnh đăng trên bài là trong khi bị cộng đồng mạng, bao gồm các sĩ quan, tướng lĩnh quân đội đang tại ngũ và đã về hưu, cùng với quần chúng phản đối quan điểm sai trái của ông Thước, vinh danh tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của lính Việt Nam Cộng Hòa, thì ông thông qua Facebook của nhà báo Đại tá Nguyễn Văn Minh chối bỏ tất cả những gì đã nói, dù clip ghi âm và ba bài báo phỏng vấn ông, bài viết của ông là tác giả vẫn còn trên ba tờ báo Dân Chí, Giáo Dục và Thanh Niên, với sự chia sẻ rộng rãi của nhiều tờ báo địa phương, báo của ngành và cả báo của các tổ chức phản động hải ngoại cũng chia sẻ thông tin này, kiểu như một trung tướng Cộng sản ca ngợi tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Theo tôi, một người có lịch sử cụ thể của họ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Với những biểu hiện của ông Thước, tôi nhận thấy ông Thước đã là người có đủ các yếu tố của chủ nghĩa cá nhân. Vậy nên, việc đăng tải thông tin ca ngợi quá lố, phản cảm về nhân vật này cần có sự lưu tâm, cân nhắc, tránh chuyên truyền ngược, tạo ra bức xúc lớn hơn từ quần chúng và quân nhân, cựu chiến binh đã nắm bắt được các thông tin có tính viết lại, xét lại lịch sử của ông ta. Trân trọng góp ý. Tôi đính kèm theo bài viết này đoạn ghi âm phát ngôn của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời phỏng vấn báo Dân Chí ngày 22 tháng 5, 2015, hiện vẫn đang hiện diện đầy đủ trên trang báo Dân Chí Online
để rộng đường dư luận phân tích, đánh giá. Năm 74, công cuộc chiếm Hoàng Sa của ta, lính Ngụy, tức là lính Cộng hòa Việt Nam đấy, tức là lính chính quyền Ngụy Việt Nam, thì có hai quan điểm rất khác nhau. Có người nói rằng không thể là người yêu nước được, vì là Ngụy là đối tượng của miền Bắc, cho nên là nói như vậy là không thể là người yêu được. Là cái chuyện ngày xưa năm 74 nhé. Vừa qua sau này là nhân cái sự kiện năm 74 năm ngoái là dừng lại ấy, thì có hai quan điểm. Thì sẽ yêu nước hay không yêu nước, còn người là không thể thừa nhận được người yêu nước. Quan điểm của tôi ấy, là hoàn toàn đó là con người yêu nước, đó là đất của Việt Nam. Ai đến xâm lược cái mảnh đất đó thì đều người đó nhưng mà yêu nước, chứ không thể nói ấy, là cộng sản chống ngoại xâm yêu nước mà Ngụy Sài Gòn á, lính Ngụy Sài Gòn á là chống không yêu nước là không được. Đừng có đánh, đừng có hiểu đánh giá lầm cái chính quyền Ngụy, cái người Việt Nam cầm súng để chống ngoại xâm, hai cái nữa vẫn thành bây giờ. Chứ nếu mà nói như vậy thì thời kỳ phong kiến nó làm gì có cộng sản mà chống phương Bắc thì là không yêu được. Chứ đừng có nói rằng là chỉ có những người theo cộng sản, theo chính sách sao chống ngoại xâm mới yêu được. Tất cả những ai bất kỳ là chính kiến chính trị như thế nào, nhưng mà đụng đến cổ quốc Việt Nam là một dân tộc Việt Nam.